Olympic Việt Nam gặp bất lợi gì khi Syria, Afghanistan rút khỏi ASEAN 19? Trên lý thuyết, việc có hai nước rút lui khỏi môn bóng đá nam ASEAN 19 chắc chắn có cả thuận lợi và khó khăn đối với đội tuyển Olympic Việt Nam. Môn bóng đá nam ASEAN 19 có 23 đội tuyển tham dự, được chia vào 6 bảng, 5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội, và sẽ khởi tranh vào ngày mai ngày 19 tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Nhưng giờ chót, hai đội Olympic Syria và Afghanistan đã bất ngờ rút lui. Điều đáng nói là cả hai đại diện này đều cùng nằm tại bảng C, do đó, bảng đấu này hiện chỉ còn hai đội là Olympic Uzbekistan và Hồng Kông. Thay đổi thể thức thi đấu bảng C. Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 6 bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF, đồng thời là trưởng ban điều hành môn bóng đá nam và nữ tại ASEAN 19, ông Trần Quốc Tuấn cho biết việc Olympic Syria và Afghanistan rút lui chỉ khiến bảng C thay đổi thể thức thi đấu chứ không ảnh hưởng đến suất vào vòng 16 đội. Cụ thể, Olympic Uzbekistan và Hồng Kông chắc chắn có vé vào vòng 16 đội như điều lệ. Tuy nhiên, cả hai vẫn sẽ đối đầu nhau qua hai lượt trận để phân định thứ hạng ở bảng C. Trong khi đó, vé vào vòng 16 đội dành cho 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ chỉ tính ở 5 bảng thay vì 6 bảng. Điều này đồng nghĩa số lượng đội hạng 3 cạnh tranh nhau vé đi tiếp giảm từ 6 đội xuống 5 đội. Olympic Việt Nam gặp bất lợi. Trên lý thuyết, việc giảm số lượng đội cạnh tranh sẽ tăng cơ hội đi tiếp. Đặc biệt ở bảng B của Olympic Việt Nam, khi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm cùng bảng với hai đối thủ mạnh là Olympic Saudi Arabia và Iran, đội còn lại là Mông Cổ. Khả năng cao Olympic Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Nhưng còn một yếu tố nữa phải xem xét. Đó là ngay từ đầu, bảng D chỉ có ba đội là Olympic Nhật Bản, Palestine và Qatar. Do đó theo quy định, khi xét thành tích của các đội hạng 3 ở những bảng có 4 đội, thì kết quả của đội cuối bảng bị loại trừ. Ví dụ, nếu Olympic Việt Nam đứng hạng 3 thì trận thắng giữa họ với đội hạng 4, nhiều khả năng là Olympic Mông Cổ, sẽ không được tính vào khi xét thành tích với 5 đội còn lại. Saudi Arabia và Iran là hai đội khá mạnh, nên thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ không dễ có được kết quả khả quan. Đây chính là bất lợi của Olympic Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.